Xin chào các bạn nhé. Video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để mình có thể tháo lắp được cái thẻ nhớ của mình vào chiếc camera của mình một cách đúng cách. Thì đầu tiên là mình sẽ phải tháo cái thẻ nhớ này ra và mình sẽ xé nó làm đôi. Đấy, xé làm đôi. Thì ở trong này nó sẽ có một lớp nhựa để bảo vệ. Thì mình có thể tận dụng được cái miếng nhựa nó như một cái hộp. Đấy, một miếng nhựa nó như cái hộp để mình có thể bảo vệ được cái thẻ. Mình có thể cất đi cái thẻ đầu lọc này để khi nào mình cần thì mình sẽ lấy dữ liệu từ cái thẻ nhớ này cho vào cái đầu lọc này và lưu sang máy tính của mình chẳng hạn. Thì bây giờ mình sẽ mở nó ra và lắp vào camera. Đấy, mình sẽ mở được nó. Đây là cái thẻ nhớ 64 GB. Thì các bạn có thể để ý là trên cái thẻ nhớ của mình ý, nó sẽ có một điểm khuyết. Đấy, một điểm khuyết đây này. Thì các bạn cũng để ý ở trên cái cam của mình nó cũng có một điểm khuyết. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy. Đây, nó cũng sẽ khuyết ở góc này. Và mình sẽ để cái thẻ nhớ sao cho nó giống cái thẻ nhớ khuyết ở trên này như này. Và mình lắp vào. Ấn vào. Như vậy là ok. Như vậy là mình đã thể lắp một cái thẻ nhớ thành công trên con C6T này. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thì mình sẽ lắp vào một con camera ngoài trời. Đây, như con này là C3V kép. Thì cũng tương tự như con kia thôi. Thì ở trên cái camera nào nó cũng sẽ có hướng dẫn để mình lắp thẻ nhớ. Mình chỉ cần đặt đúng cái chiều góc của nó theo cái chiều góc ở hình ảnh nó đã được in trên camera đấy. Thế là vậy là được. Giờ mình sẽ tháo con này ra. Thì con C6T và con C3V kép này thì nó là hai dòng cơ bản, là một là trong nhà và con C3V kép là nó sẽ là ngoài trời. Đấy, các bạn có thể thấy con ngoài trời thì các bạn thấy cái gioăng của nó sẽ có gioăng cao su để chống mưa. Và mình cũng sẽ để úp như hình ảnh, mình ấn nó vào. Ok, sau đó lắp và nắp chặt lại. Đó, như vậy là được. Quá đơn giản phải không? Và khi mình cần tháo ra thì mình sẽ ấn vào cái thẻ nhớ đấy, lấy móng tay ấn thẻ nhớ, ấn một lần, nó ấn vào trong, nhấc ngón tay ra nó sẽ bật ra. Đó. Và ấn vào. Như vậy để lắp, tháo và lắp một cái thẻ nhớ và một cái camera thì thực sự nó rất là đơn giản. Chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.